trên thực tế ảnh hưởng của người cha đối với đứa trẻ đôi khi nhiều hơn so với người mẹ bà tính cách mà một người cha thương vợ thương con không bao giờ có bố đừng bảo rằng vì mình đã đi kiếm tiền vất vả rồi nên việc dạy dỗ con cái là trách nhiệm của mẹ nên con hư tại mẹ là đúng nhé